Cứu con dơi. Có chuyện gì mà em hốt hoảng vậy? Bắt nếp. Hả? Có chuyện gì mà sợ hãi vậy con? Con mới gặp một chuyện lạ lắm. Lạ chuyện gì? Con cứ từ từ nói cho ta nghe nào. Sáng nay con ra vườn nhà mình, có khi nào con gặp ma không lắm tôi khỏe. Xin chào cả nhà. Anh Tôi Khỏe ơi, cứu con. Trời đất ơi. Ôi mắc cười quá, mắc cười em quá bắp nếm ơi. Sao chị Ốc Tinh Dân nhà đó tôi khỏe cười con vậy ạ? Ôi trời ơi, bắp nếp ơi, đây là họ hàng xa của em đó. Không phải là ma cỏ gì hết, không có gì phải sợ. Họ hàng xa là sao đó tôi khỏe? Đây là bắp non, con gọi là bắp bao tử, cũng là họ hàng nhà bắp với con đó. Bắp non có thể sử dụng như một loại rau và còn là một vị thuốc rất là quý nữa. Dạ đúng rồi, trong 100g cơ thể em chứa 26 calo, 18g carbohydrate, 1g chất béo, 1g protein và 1,6g chất xơ luôn đó. Wow, em giỏi thiệt đó. Nhưng mà lúc nãy tôi khỏe nói là em sử dụng như một loại rau hả? Dạ đúng rồi, bắp non xào thịt bò nè, canh bắp non nè, bắp non xào chay nữa nè. Đúng rồi đó bắp nếp, chị Ốc cũng rất là khoái ăn bắp non nè. Không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn rất là bổ dưỡng, rất là ngon nữa. Bắp non giàu vitamin C, carotenoid và bioflavonoid, tốt cho tim, kiểm soát lượng cholesterol và tăng cường lưu thông máu. Wow, em ấy bé xíu như vậy mà có rất nhiều chất dinh dưỡng vậy ha. Các bệnh nhân mắc bệnh đại tràng thường được khuyến khích ăn nhiều bắp non nè, sẽ giúp giảm táo bón, rất tốt cho hệ tiêu hóa đó nha. Đúng rồi đó, ở nhà Ốc thường hay làm cái món bắp non xào với rau củ. Nó không chỉ ngon nè, nó không chỉ mát nè, mà còn thanh nhiệt nữa, Ốc khoái lắm luôn. Món nó chế biến như thế này vậy chị? Để chị Ốc chỉ cho em nha. Món này đơn giản lắm. Em chỉ cần lấy bắp non nè, em xào chung với lại cà rốt, su hào nè, rồi súp lơ nè, thêm cả hành, tiêu, tỏi, xào sao cho thiệt là đều tay. Bắp non có tác dụng kích thích vị giác lắm luôn á. Là thành phần không thể thiếu trong các món chay, tốt cho sức khỏe lắm đó. Hay là bây giờ Dr. Khỏe gợi ý cho Ốc với lại khán giả một vài món ngon làm từ bắp non đi. Canh bắp non nấu với thịt bò nè, bắp non chiên giòn nè, bắp non xào mực nè. Đặc biệt với hàm lượng calo thấp mà lại rất là nhiều chất dinh dưỡng, bắp non sẽ là một sự lựa chọn lý tưởng cho chị em nào muốn giảm cân đó nha. Đúng vậy, vừa ăn ngon, vừa giảm cân, hương vị lại thanh đạm, tốt cho sức khỏe quý vị ạ. À, bắp nếp nè, con thấy bắp non sao? Còn sợ em ấy nữa không nè? Dạ không, em bắp non kích thước nhỏ nhưng lợi ích to, con thích em ấy lắm á. Quý vị khán giả thấy không, hai chị em nhà bắp này đứng cạnh nhau thiệt là đáng yêu quá chừng luôn. Bắp non ơi, cho bắp nếp xin lỗi vì đã sợ vào chống em nha. Tụi mình là họ hàng với nhau mà. Dạ, Đốc Tô Khỏe đã nói là em và anh bắp nếp sẽ hợp nhau mà, đúng không Đốc Tô Khỏe? Đúng rồi, chắc như bắp luôn. Thiệt là vui quá đi. Thưa quý vị khán giả, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Ốc Thanh Vân, Đốc Tô Khỏe và hai chị em bắp non bắp nếp xin chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.